Minh Phát biết chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa ngày 16 tháng 1 năm 2021. Và đây là bản tin mới nhất được Minh Phát vừa cập nhật. Tất nhiên không để các bạn đợi lâu. Sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, tại phiên buổi trưa hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021, giá vàng trên thị trường trong nước đã đảo chiều giảm khá mạnh từ 100 cho đến 400 nghìn đồng một lượng. Khi trước đó, vàng thế giới đã có mức sụt giảm mạnh vào đêm qua theo giờ Việt Nam và chốt tuần ở mức thấp là 1.827 USD. Cụ thể, cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giá vàng SJC giảm 250 nghìn đồng một lượng ở chiều mua và ở chiều bán điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng một lượng. Trong khi đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội giảm 300.000 đồng lượng chiều mua và giảm 250.000 đồng lượng chiều bán. Tại Phú Quý, điều chỉnh giá vàng SJC giảm 250.000 đồng lượng chiều mua và 200.000 đồng lượng chiều bán. Tập đoàn vàng bạc đá quý PNG chi nhánh hai miền Bắc Nam cũng ghi nhận mức biến động giảm 250.000 đồng lượng chiều mua và 100.000 đồng lượng chiều bán. Hiện tại, giá trần mua vào của vàng miếng SJC ở mốc 55.800.000 đồng lượng và giá trần bán ra của vàng miếng SJC ở ngưỡng 56.400.000 đồng lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng trao ngay đã chốt phiên tuần tại Mỹ 1.827 USD một ounce. Giá vàng đã giảm mạnh hơn 1% trong phiên giao dịch cuối tuần và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp vì đồng USD tăng mạnh, lấn át sức hấp dẫn như một tài sản chống lạm phát của kim loại quý sau khi Tổng thống đắc cử là ông Joe Biden đề xuất một gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD mới. Điều này đã hỗ trợ vàng tăng mạnh ngay sau tuyên bố này, nhưng sự gia tăng bất ngờ của đồng USD và lợi suất trái phiếu neo ở mức cao đã khiến giá vàng quay đầu giảm. Ông Joe Biden đề xuất gói viện trợ trị giá 1.900 tỷ USD để giải cứu nền kinh tế. Gói đề xuất của chính quyền ông Joe Biden sắp tới sẽ cung cấp viện trợ có mục tiêu mà các nhà kinh tế cho rằng điều này sẽ thúc đẩy kinh tế có hiệu quả nhất, bao gồm tăng khoản trợ cấp hàng tuần bổ sung hiện tại cho người thất nghiệp từ $300 lên $400. Gói viện trợ cũng sẽ dành 170 tỷ USD vào việc mở lại các trường học. Việc đóng cửa ở nhiều nơi trên đất nước đã buộc hàng triệu công nhân, đặc biệt là phụ nữ phải nghỉ việc. Các nhà phân tích đã bắt đầu dự báo về tăng trưởng kinh tế năm nay sau khi cuộc bầu cử tuần trước tại Georgia giao quyền kiểm soát ở cả hai viện của Quốc hội cho Đảng Dân Chủ. Dự báo kinh tế của các nhà phân tích cũng dọc theo gói kích thích 900 tỷ USD được thông qua vào tháng 12. Chủ tịch Fed là ông Powell cho biết không có lý do gì để thay đổi lập trường của Ngân hàng Trung ương khi nền kinh tế Mỹ vẫn còn cách xa các mục tiêu lạm phát và việc làm. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO dự báo thương mại toàn cầu năm 2021 sẽ phục hồi với kết quả phụ thuộc lớn vào dịch bệnh và hiệu quả của các phản ứng chính sách. Về dự báo giá vàng, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết nền kinh tế đã có dấu hiệu tích cực, từ đó không ít nhà đầu tư suy đoán Fed sẽ giảm dần số tiền hỗ trợ cho nền kinh tế và tăng lãi suất. Nghĩa là trong tương lai, đồng USD sẽ tiếp tục tăng giá và bất lợi cho vàng. Hội đồng vàng thế giới cũng nhận định giao dịch sẽ bớt sôi động trong thời gian tới, nhưng về chung và dài hạn, đây vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn bởi rủi ro lạm phát và thâm hụt ngân sách. Các động lực tăng trưởng cho vàng như là lãi suất duy trì ở mức thấp, nhiều quốc gia bổ sung các kích thích kinh tế trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại vẫn còn. Nhà tư vấn Hasabarot phụ trách khu vực Nam Á cho hay, ngoài những cơn gió ngược trong ngắn hạn, nếu đồn đoán lạm phát bắt đầu tăng nhanh, vàng sẽ lại trở nên hấp dẫn. Có khả năng vàng sẽ bứt phá trên mốc 2.000 USD một lần nữa. Sau đây, mời các bạn đi cùng Minh Phát cập nhật giá vàng trong nước tại phiên buổi trưa hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.400.000 đồng một lượng, giảm 250.000 đồng một lượng ở chiều mua và 200.000 đồng một lượng chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.420.000 đồng một lượng, cũng giảm 250.000 đồng một lượng ở chiều mua và 200.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 600.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.750.000 đồng một lượng, bán ra 56.300.000 đồng một lượng,
giảm 250.000 đồng lượng ở chiều mua và 300.000 đồng lượng chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55.750.000 đồng lượng, bán ra 56.300.000 đồng lượng, giảm 300.000 đồng lượng ở chiều mua và 250.000 đồng lượng ở chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 550.000 đồng lượng. Vàng TG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.750.000 đồng lượng, bán ra 56.400.000 đồng lượng, giảm 250.000 đồng lượng ở chiều mua và 150.000 đồng lượng ở chiều bán. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 55.750.000 đồng lượng, bán ra 56.400.000 đồng lượng, cũng giảm 250.000 đồng lượng ở chiều mua và 150.000 đồng lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 650.000 đồng lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 55.800.000 đồng lượng, bán ra 56.300.000 đồng lượng, giảm 250.000 đồng lượng chiều mua và 200.000 đồng lượng chiều bán. Tại My Hồng, SJC mua vào 55.900.000 đồng lượng, bán ra 56.170.000 đồng lượng, giảm 100.000 đồng lượng chiều mua và 180.000 đồng lượng chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 56.350.000 đồng lượng, bán ra 56.800.000 đồng lượng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56.150.000 đồng lượng, bán ra 56.500.000 đồng lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 55.700.000 đồng lượng, bán ra 56.200.000 đồng lượng, giảm 300.000 đồng lượng chiều mua và 200.000 đồng lượng chiều bán. Tại ngân hàng Sacombank mua vào 54.380.000 đồng lượng, bán ra 54.580.000 đồng lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 55.400.000 đồng lượng, bán ra 56.200.000 đồng lượng, giảm 700.000 đồng lượng chiều mua và 400.000 đồng lượng chiều bán. Tại ngân hàng Madixbank mua vào 55.350.000 đồng lượng, bán ra 56.600.000 đồng lượng. Tại ngân hàng TB Bank Gold mua vào 55.750.000 đồng lượng, bán ra 56.300.000 đồng lượng, giảm 300.000 đồng lượng chiều mua và 250.000 đồng lượng chiều bán. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm ở cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ở chiều mua điều chỉnh giảm 250.000 đồng lượng, còn ở chiều bán điều chỉnh giảm 200.000 đồng lượng. Tại Đà Nẵng mua vào 55.800.000 đồng lượng, bán ra 56.420.000 đồng lượng. Tại Nha Trang mua vào 55.800.000 đồng lượng, bán ra 56.420.000 đồng lượng. Tại Cà Mau mua vào 55.800.000 đồng lượng, bán ra 56.420.000 đồng lượng. Tại Bình Phước mua vào 55.780.000 đồng lượng, bán ra 56.420.000 đồng lượng. Tại Huế mua vào 55.770.000 đồng lượng, bán ra 56.430.000 đồng lượng. Tại Biên Hòa mua vào 55.800.000 đồng lượng, bán ra 56.400.000 đồng lượng. Tại miền Tây mua vào 55.800.000 đồng lượng, bán ra 56.400.000 đồng lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 55.800.000 đồng lượng, bán ra 56.400.000 đồng lượng. Tại Long Xuyên mua vào 55.820.000 đồng lượng, bán ra 56.450.000 đồng lượng. Giá vàng 4 số 9 vàng nữ trang SJC. Nhẫn 4 số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 54.450.000 đồng lượng, bán ra 55.050.000 đồng lượng, giảm 350.000 đồng lượng chiều mua và 300.000 đồng lượng chiều bán. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào 54.150.000 đồng lượng, bán ra 54.850.000 đồng lượng, giảm 300.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 24K mua vào 53.307.000 đồng lượng, bán ra 54.307.000 đồng lượng, giảm 297.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K mua vào 39.292.000 đồng lượng, bán ra 41.292.000 đồng lượng, giảm 225.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 14K mua vào 30.131.000 đồng lượng,
bán ra 32.131.000 đồng một lượng, giảm 175.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 21.025.000 đồng một lượng, bán ra 23.025.000 đồng một lượng, giảm 125.000 đồng một lượng cả chiều mua chiều bán. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa, mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.